Thưa quý vị, để phòng ngừa dịch bệnh, thời gian qua, nhu cầu sử dụng khẩu trang, đặc biệt là khẩu trang y tế đã tăng gấp nhiều lần ngày thường. Điều này cho thấy ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng của người dân đã được nâng lên. Tuy nhiên, việc thải bỏ khẩu trang cũng là vấn đề rất cần được quan tâm. Nếu thải bỏ không đúng nơi quy định theo kiểu tùy tiện không những gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên thời sự. Bệnh viện Đại học Y Dược Huế bình quân mỗi ngày có gần 1.000 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Thời điểm hiện nay, hầu hết từ đội ngũ y bác sĩ đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều ý thức việc đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh. Vấn đề quan tâm hiện nay chính là ý thức việc vứt bỏ khẩu trang đúng chỗ sau khi sử dụng của một bộ phận người dân. Đối với khẩu trang thì khi ta dùng thì là rõ ràng là đó là một cái chất thải, nếu dùng trong môi trường y tế thì gọi là chất thải y tế, nhưng mà dùng trong sinh hoạt thì nó là chất thải sinh hoạt, nhưng mà đó là khẩu trang bao giờ là nguy cơ tiềm ẩn những cái rủi ro về cái bệnh tật ở bề mặt của khẩu trang, bên ngoài phía khẩu trang. Thành thử là chúng ta khi sử dụng thì phải cần cho những nơi để mà vứt bỏ đúng nơi quy định, chẳng hạn có cái thùng rác và mọi thứ, đặc biệt là tránh cái trường hợp là thì hiện nay đang có tình trạng mọi người, một số đối tượng đang gom những cái khẩu trang đã sử dụng để tái sử dụng thì rất nguy hiểm cho người dân. Theo cái quy định là có một cái thùng rác gọi là chứa khẩu trang COVID-19, vậy là mình phải xử lý cứ 15-20 phút một lần là phải xử lý bằng cái dung dịch khử khuẩn. Nhưng cái này rất là nhiều cái mình khó kiểm soát, khó đề phòng, nhiều khi cái khẩu trang nó đeo một lần cho nên còn mới lắm. Như thế về bỏ vào không kịp là mình thấy người khác lấy đâu rồi. Về có thể xử lý cái nó đáng sợ lắm. Việc dùng khẩu trang vải hay khẩu trang y tế để phòng chống và ngăn ngừa dịch viêm phổi do virus corona là điều cần thiết. Cần có cách sử dụng hợp vệ sinh, không nên vứt khẩu trang sau khi sử dụng bừa bãi tại nơi làm việc, gia đình hay nơi công cộng. Bởi đây cũng có thể là nguồn lây nhiễm bệnh. Vi khuẩn trong khẩu trang dễ bị phát tán trong không khí, khiến cho mọi người dễ bị lây nhiễm. Cần thiết thì đeo khẩu trang. Như vậy khuyến cáo Bộ Y tế đó là mình đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần này, tiếp xúc là trong đám đông này và tiếp xúc với nguồn lây nhiễm. Và thứ hai nữa đó là mình đang bị các bệnh lý nhiễm khuẩn hô hấp thì mình nên đeo khẩu trang. Còn những trường hợp khác thì không cần thiết phải đeo khẩu trang. Cái thứ hai là khẩu trang y tế hoặc là khẩu trang vải thông thường đều sử dụng có giá trị như nhau. Nhưng cái đặc biệt quan trọng thứ ba đó là sau khi sử dụng thì mình phải thu gom khẩu trang và xử lý theo đúng quy trình. Tại vì nếu như có ô nhiễm hoặc là lây nhiễm và là mầm bệnh nằm trên khẩu trang thì nó tồn tại khá lâu trong môi trường và trở thành nguồn lây rất là đáng sợ. Các chuyên gia y tế cũng cho rằng những chiếc khẩu trang bị vứt bừa bãi còn tiềm ẩn nguy cơ khiến các loại virus và mầm bệnh phát tán ra môi trường. Các ngành đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh và tình hình dịch chưa xác định thời điểm chấm dứt hoàn toàn. Vì vậy rất cần sự chung tay của mỗi người dân trong việc nâng cao ý thức để góp phần ngăn chặn khả năng bị lây nhiễm bởi những chiếc khẩu trang đã sử dụng bị vứt bừa bãi cũng như đảm bảo vệ sinh và mỹ quan đường phố.